Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Man United giải cứu tiểu Ronaldo Felix thành công. Hernandez về MU với giá cực khủng. MU đón tin vui từ Mason Greenwood. Chính thức, MU vi phạm luật công bằng tài chính. Quỷ đỏ giải cứu tiểu Ronaldo Felix thành công. Joao Felix đứng trước cơ hội trở lại với ngoại hạng Anh sau khi nhận được sự quan tâm của MU và hai đội bóng khác. Quỷ đỏ đang miệt mài tìm kiếm một chân sút đẳng cấp ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2023 nhằm có thể tăng cường sức mạnh cho hàng tấn công. Tuy nhiên, quá trình theo đuổi các mục tiêu hàng đầu của MU như Harry Kane của Tottenham, Victor Osimhen của Napoli, Gonçalo Ramos của Benfica hay Rasmus Højlund của Atalanta đều chưa thể mang lại kết quả khả quan vì mức giá quá đắt đỏ. Trước tình hình đó, theo truyền hình ABC của Tây Ban Nha, ông Erik ten Hag đang xem xét khả năng chuyển hướng sang chân sút bị thất sủng tại Atletico Madrid, Joao Felix. Do mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng Diego Simeone, Felix bị đẩy sang Chelsea theo dạng cho mượn ở giai đoạn lượt về mùa giải 2022-2023. Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ đóng góp 4 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường, còn Chelsea cũng quyết định không bỏ ra số tiền 100 triệu euro mua đứt Felix. Trở lại Atlético, tình hình chẳng mấy khả quan hơn với cầu thủ 23 tuổi. Anh phải xuống tập luyện cùng đội trẻ vì thái độ thiếu chuyên nghiệp, đồng thời bị tước đi áo số 7 để trao cho Antoine Griezmann. Hiện Felix đã yêu cầu người đại diện Roger Mendes tìm bến đỗ mới vào mùa hè này. ABC cho biết MU là một trong 3 đại diện ngoại hạng Anh bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ 23 tuổi. Bên cạnh Newcastle và Aston Villa, cá nhân Felix cũng tỏ ra hứng thú với viễn cảnh trở lại ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, các đội bóng chỉ muốn chiêu mộ tiểu Ronaldo theo dạng mượn thay vì mua đứt. Trong khi đó, Atletico ưu tiên bán Felix để gỡ gạc số tiền 126 triệu euro từng bỏ ra chiêu mộ anh vào năm 2019. Ngoài các đội ngoại hạng Anh, một bên đỗ hứa hẹn nữa dành cho Felix và là PSG. Truyền thông nước Pháp đưa tin tân huấn luyện viên trưởng đội bóng thành Paris Luis Enrique đã yêu cầu ban lãnh đạo chiêu mộ tiền đạo người Bồ Đào Nha trong trường hợp không thể giữ chân được Kylian Mbappe. Hernandez về MU với giá cực khủng. Với tham vọng đua tranh các danh hiệu lớn, Quỷ đỏ đang liên hệ chuyển nhượng hậu vệ trái toàn diện là Theo Hernandez của AC Milan. MU đang tìm kiếm đội quân tiếp viện hàng đầu trong mùa giải tới, với việc trở lại sân chơi Champions League danh giá. Lựa theo các yêu cầu về chuyên môn của Erik ten Hag, sau khi có Mason Mount, trong khi Andre Onana cũng đang trên đường gia nhập Old Trafford, MU hưởng mục tiêu đến Theo Hernandez. Cầu thủ người Pháp là một trong những mục tiêu mà MU nhắm đến từ nhiều tuần trước để tăng cường sức mạnh cho những tham vọng mùa giải 2023-2024. Ngoài việc trở lại Champions League, ưu tiên lớn nhất của MU trong mùa giải sắp diễn ra là chinh phục Premier League, danh hiệu mà đội bóng không giành được từ năm 2013, thời điểm Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. So với mùa trước, Erik ten Hag muốn cải thiện nhiều vị trí trên sân. Hậu vệ trái là một trong những khu vực cần phải làm mới. Khi vừa đến Old Trafford, ten Hag chiêu mộ theo đơn Malaysia. Tuy nhiên, cầu thủ đồng hương người Hà Lan chưa đáp ứng được những gì mà ông kỳ vọng. Trong khi đó, Luxor cũng có nhiều hạn chế và thường được ten Hag sử dụng như trung vệ thứ ba. Những gì mà Theo Hernandez thể hiện trong màu áo của Milan và đội tuyển Pháp hoàn toàn thuyết phục được ten Hag, đặc biệt là các trận đấu đều xuất sắc đưa Rossoneri vào bán kết Champions League mùa trước. Milan đang được giai đoạn thay đổi lớn sau khi chia tay giám đốc kỹ thuật Paolo Maldini. Chủ sở hữu Red Bull thay đổi chính sách thể thao nhằm tăng thu và giảm nợ. Gần đây, Milan bán Sandro Tonali cho Newcastle bất chấp việc cầu thủ này không muốn ra đi. Red Bird, hay chính xác hơn là ông chủ người Mỹ gốc Italia, Jerry Cannini, sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với MU về Theo Hernandez. Milan chờ đợi đề nghị không dưới 60 triệu cho Theo Hernandez. Đây là con số không cao với một hậu vệ trái công thủ toàn diện, đồng thời có khả năng đột phá và gây đột biến bằng những cú sút giật căng. MU đón tin vui từ Mason Greenwood. Sau quãng thời gian dài gặp nhiều khó khăn, Mason Greenwood đã có thể hưởng niềm vui lên chiếc bố. Quỷ đỏ vẫn chưa xác định liệu tiền đạo 21 tuổi có được trở lại đội hình đội 1 hay không. Greenwood được nhìn thấy trở lại tập luyện, chưa hội quân với đội. Anh bị MU đình chỉ thi đấu hơn một năm qua. Một cuộc điều tra nội bộ tại Old Trafford vẫn đang tiếp diễn dù Greenwood đã được tòa án xóa bỏ mọi tội trạng. Do vậy, anh không có mặt ở Carrington do vẫn đang bị MU điều tra, theo báo chí nước Anh. Quyết định về tương lai của Greenwood sẽ được thực hiện vào thời điểm trước mùa giải mới. Trong lúc đang chờ đợi phán quyết về tương lai, Greenwood chính thức lên chiếc bố. Trên trang cá nhân, ngôi sao 21 tuổi đăng tải hình ảnh em bé sơ sinh trong trạng thái 11723. Hiện tại, danh tính bạn gái của Greenwood cũng được tiết lộ. Cô gái sinh con cho Greenwood là người cũ, Harriet Robson. Thực tế, Greenwood cũng đính kèm tài khoản của Robson trong bài đăng này. Sau quãng thời gian bất đồng, cả hai được cho đã nối lại tình xưa và em bé vừa ra đời là kết quả của mối tình này. Chính
chính thức Man United vi phạm luật công bằng tài chính sau khi xem kết quả hoạt động của các năm tài chính của ba câu lạc bộ MU, Konyaspor và APOEL vào các năm 2019, 2020, 2021 và 2022. Sunil Gulati, người đứng đầu cơ quan giám sát tài chính của UEFA tuyên bố, đây là lần cuối cùng cơ quan giám sát tài chính đánh giá các câu lạc bộ dựa trên luật công bằng tài chính cũ, phiên bản 2018, MU của nước Anh, Konyaspor của Thổ Nhĩ Kỳ và APOEL FC của đảo Síp báo cáo mức thâm hụt ngân sách nhỏ. Các câu lạc bộ này đã bị phạt lần lượt là 300.000 euro, 100.000 và 100.000 euro. Án phạt lý giải tại sao Erik ten Hag của MU bị hạn chế ngân sách trước kỳ chuyển nhượng mùa hè, bất chấp việc doanh thu của cả năm ngoái họ tăng kỷ lục từ 630 đến 640 triệu. Vào thời điểm này, nhà Glazer đang rao bán đội bóng, Sir Jim Ratcliffe và Sheikh Jassim bin Ahmad Al Thani đang cạnh tranh để mua lại Quỷ Đỏ. Các báo cáo trước đây chỉ ra dù ai có là người tiếp quản đội bóng này thì ngân sách chuyển nhượng của Ten Hag cũng sẽ không thay đổi.